Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Công điện nêu rõ, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó, không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự để người dân tự giác yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, đảm bảo tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ. Đối với các địa phương khác, Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là thực hiện thông điệp 5K, kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, không tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh. Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. Dịch bệnh kéo dài đã khiến nhiều người đi làm ăn xa quê không thể trụ lại được ở các thành phố lớn, buộc phải tìm đường về quê. Tuy nhiên, với việc áp dụng các biện pháp chống dịch chặt chẽ của một số địa phương, nhiều người dân khi về lại mắc kẹt giữa đường. Những hình ảnh người dân Thái Bình trở về quê nhưng phải dựng lều ăn ngủ vạ vật ngay trên đường mà chúng tôi ghi nhận tối hôm qua tại cầu Triều Dương là một ví dụ. Hàng trăm người đã phải chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất, chỉ mong sớm được địa phương tiếp nhận để về nhà. Cầu Triều Dương, cây cầu nối giữa tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Lối dành cho người đi bộ, lề đường, tất cả đều đã trở thành những nơi tránh trú của nhiều người dân Thái Bình khi mắc kẹt trên đường về quê. Đã 2 ngày qua, anh Thái, một người con Thái Bình đi làm xa quê trở về, nhưng địa phương chưa đón nhận nên anh buộc phải tá túc tại đây. Thì liên hệ đến địa phương thì địa phương báo lên huyện rồi, tinh thần cứ lên đây làm xa thì có lệnh ở tỉnh ấy thì cứ đi được về. Theo nhiều người dân đang mắc kẹt tại đây, 2 ngày qua có hàng trăm người quê Thái Bình làm ăn xa quê trở về, nhưng vì không đáp ứng được các điều kiện phòng dịch của địa phương nên không được vào tỉnh. Dù đã thông báo với chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú, nhưng đến nay thì vẫn chưa được về. Đồng suốt hôm qua suốt từ cái dãy này lên đây mà là giải chiếu xong giải bạt hết rồi đây. Dịch người ta về người ta trên đấy người ta không có công ăn việc làm nữa, người ta không còn cái tiền bạc để người ta sinh sống nữa thì người ta mới phải về quê. Chính quyền của mình ấy thì phải có cái biện pháp như thế nào, bây giờ cứ để dân người ta mấy ngày người ta lang thang ở đây. Trao đổi nhanh với phóng viên VTC về vấn đề này, ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Bình cho biết, việc người dân tự ý rời địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 là vi phạm quy định phòng dịch, có nguy cơ đưa mầm bệnh về cho các tỉnh, thành phố khác. Vì những trường hợp này đã chót về, tỉnh Thái Bình có quyết định linh hoạt tạo điều kiện cho cách ly tập trung. Quan điểm của tỉnh Thái Bình vẫn sẽ là chặt chẽ, nghiêm túc quy định không tiếp nhận người dân về từ những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày hôm nay, chính quyền địa phương của một số huyện đã cơ bản đưa người dân mắc kẹt này về nơi cách ly tập trung, số còn lại sẽ tiếp tục phải chờ đợi các địa phương chấp thuận. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh cần 8,1 triệu liều vaccine các loại để phủ mũi 2 cho toàn bộ 7,2 triệu người hơn 18 tuổi ở trên địa bàn. Nội dung này được đề cập trong kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Theo đó, việc tiêm vaccine cho người dân chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, thành phố cần hơn 2,7 triệu liều để tiêm mũi 1 cho khoảng 680.000 người, để đạt tỷ lệ bao phủ 90% người từ 18 tuổi trở lên. Thời gian này, thành phố cũng đồng thời tiêm nhắc mũi 2 cho hơn 2 triệu người. Số này sẽ tiêm trong thời gian từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 9. Giai đoạn 2 từ ngày 16 đến 30 tháng 9, thành phố cần hơn 1,3 triệu liều vaccine để phủ mũi 1 cho 10% còn lại của người từ 18 tuổi trở lên, tương đương khoảng 720.000 người.
đồng thời tiêm nhắc mũi 2 cho khoảng 656.900 người đã tiêm mũi 1. Giai đoạn 3 từ ngày 1 đến 15 tháng 10, thành phố tổ chức tiêm nhắc mũi 2 cho 2,6 triệu người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer. Giai đoạn 4 từ 16 tháng 10 đến 31 tháng 12, tổ chức tiêm nhắc mũi 2 cho 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1 theo loại vaccine phù hợp. Tổng cộng, số lượng vaccine cần sử dụng cho 4 đợt là hơn 8,1 triệu liều. Thưa quý vị, sau hơn 1 tháng khẩn trương xây dựng, hôm nay Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội với quy mô 500 giường được giao cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp quản đã chính thức hoàn tất và đi vào hoạt động từ chiều ngày hôm nay. Đây là bệnh viện được xây dựng nhằm chủ động các phương án đảm bảo thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. Hiện tại, bệnh viện đã được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị như hệ thống vách ngăn chia buồng bệnh, hệ thống cung cấp oxy, camera theo dõi và nhiều loại máy móc hiện đại phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Bệnh viện được chia làm 3 khu. Khu nhà màu xanh là khu hành chính, phải đảm bảo không để nhiễm khuẩn. Khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng, nghỉ ngơi, xét nghiệm, test định kỳ, kho vật tư thiết bị y tế. Khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị ICU. Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Tháp cung cấp oxy có dung tích 15 khối, đảm bảo cung cấp oxy cho toàn bộ hệ thống bệnh viện. Bệnh viện hoạt động theo mục tiêu là tuyến cuối cùng trong thang bậc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia với nhiệm vụ tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 nặng cho các cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trong khu vực được phân công. Tới thăm và kiểm tra hệ thống bệnh viện, cũng như quy trình tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng được thiết lập tại đây, đặc biệt là tại khu hồi sức tích cực ICU dành cho bệnh nhân nặng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao năng lực sáng kiến của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khi đã ứng dụng triệt để hệ thống công nghệ thông tin trong tất cả các khâu về thăm khám, hội chẩn, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Mọi thao tác đều trên máy tính như sử dụng bệnh án điện tử, chia thuốc trên phần mềm, xem phim chiếu chụp. Thủ tướng cũng động viên, chia sẻ nhiều y bác sĩ của bệnh viện khi đã liên tục tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch trong thời gian qua. Trước thực trạng còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô vẫn rất lớn. Ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã phát đi thông điệp kêu gọi người dân thủ đô đồng hành, hợp tác và kiên trì giãn cách xã hội. Dù đã bước qua gần 40 ngày giãn cách, thế nhưng tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang có diễn biến hết sức phức tạp do còn nhiều lỗ hổng dẫn tới sự bùng phát ở một số ổ dịch mới như là Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân hay là Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Theo CDC Hà Nội, hai bệnh nhân khởi phát tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là hai mẹ con được ghi nhận nhiễm bệnh ngày 23 tháng 8. Đến 15 giờ chiều nay, ổ dịch này đã ghi nhận 313 ca dương tính, chiếm hơn 10% trong tổng số ca của toàn thủ đô. Đặc biệt, trong số các ca nhiễm tại đây, CDC vẫn đưa ra nhận định có trường hợp nhiễm COVID-19 dù thường xuyên ở nhà, chưa xác định rõ nguồn lây. Trước đó, quận Thanh Xuân là một trong các địa phương của Hà Nội đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm diện rộng và ở những vùng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, ngành y tế đã không đưa phường Thanh Xuân Trung nằm trong diện có nguy cơ cao vì nơi đây chưa từng xuất hiện F0 cũng như F1, dẫn tới công tác xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chưa được đánh giá đúng mức. Khu vực này từ xưa đến nay là khu vực an toàn. Chính vì thế là cái đánh giá về cái khu vực nguy cơ cao là chúng tôi đánh giá rằng là về sau thì các ngành chức năng cần phải có nghiên cứu, có một cái đánh giá nó chuẩn chỉ hơn để từ đó mình mới có những cái kế hoạch xét nghiệm diện rộng và đảm bảo đúng chúng. Tại cuộc làm việc với quận Thanh Xuân về ổ dịch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận định, từ căn cứ khoa học cho thấy việc lấy mẫu chưa quét trúng vùng đỏ, nhóm đỏ, từ lỗ hổng này mới bùng phát dịch bệnh. Từ thực tế đó, ông đề nghị quận cần xét nghiệm theo dịch tễ, di biến động của F0, F1, tranh thủ từng giờ, từng ngày để nhanh chóng sàng lọc. Bà con cư dân ở của Thanh Xuân chúng ta có biết là ta đang đỏ rực nhất thủ đô hiện nay không? Và nguy cơ tới thế nào? Có thể sẵn sàng như Hồ Chí Minh trong ngày 1, ngày 2 nếu mà tiếp tục như thế. Tôi nói thẳng là như thế đấy, tuyên truyền thế nào? Phải đặt vấn đề này, trong khu đỏ rực như này, mọi đối tượng đều là F1. Còn đây là địa điểm công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Phước, nơi là văn phòng cũng như nơi lưu trú của 4 ca F0 là các lái xe luồng xanh.
Sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, 4 người này đã tiếp xúc với 13 nhân viên của công ty nhưng đã không khai báo trung thực. Hiện ổ dịch này ghi nhận tổng số ca nhiễm là 44. Lỗ hổng làm khó chính quyền cơ sở được xác định là chưa có những quy định về lưu trú của các lái xe luồng xanh. Tránh là khi mà người ta đã là luồng xanh rồi, người ta được phép hoạt động, thì đương nhiên là mình không thể yêu cầu người ta là dừng mọi cái hoạt động của người ta được. Thì cái này thì cũng đề nghị là có cái quy định rõ trong cái việc là các cái nhà xe được phép hoạt động như thế nào trong cái thời gian phòng chống dịch. Bốn người nhân viên này là người ta để xe ở một nơi, xong người ta lại đi bằng cái phương tiện khác về ở nhà xe ở ngõ Kim Đồng này. Nên do vậy là rất là khó khăn cho cơ sở để nắm bắt được họ. Trong thông điệp mới nhất của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, những lỗ hổng này cần phải được xử lý với những giải pháp đồng bộ. Trong đó, yêu cầu các quận huyện chủ động lên kế hoạch đánh giá các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp để có kịch bản chống dịch chủ động, kiểm soát dịch chặt chẽ từ gốc tới từng ngõ ngách, từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, để ngăn chặn tài xế xe luồng xanh đã nhiễm COVID-19 xong vẫn vào thành phố, Bí thư Hà Nội yêu cầu, nếu lái xe có nhu cầu ở lại thành phố, doanh nghiệp tiếp nhận hàng phải có trách nhiệm bố trí chỗ ăn ở riêng. Nếu tài xế lưu trú lại dài ngày thì phải xét nghiệm cách ly như đối với người từ vùng dịch về.